ngành năng lượng mặt trời. Đây là hộp đấu nối cho chuỗi pin. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp DC cho hộp đấu nối này. Trong hộp đấu nối này bao gồm cầu đấu dây, thanh rây, vỏ hộp và thiết bị chống sét lan truyền. Đây là các ưu điểm vượt trội theo tiêu chuẩn châu Âu của các thiết bị trong giải pháp của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ thêm.